Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. các bạn đã bước vào ngày thứ bảy rồi. Thì trước hết, hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và ngày mai đã thuần bận một số công việc cho nên sẽ không có video. Hôm nay nó cũng sẽ không phải là video dài lắm đâu các bạn. Tại vì cái video hôm qua cũng đã rất là dài rồi. Thuần đã chia sẻ rất nhiều những tin tức mới nhất với các bạn. Và hôm nay chúng ta đương nhiên cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái tin tức mới hơn nhất là liên quan tới Bitcoin Spot ETF bây giờ tới đâu rồi các bạn. Cũng như là một số những tin tức lớn liên quan đến một chiến thắng ở tòa án ngày hôm nay liên quan đến Bitcoin. Cái đó là gì? Và có nhiều những tin tức khác thú vị hơn các bạn liên quan đến cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ bây giờ đã ra sao rồi và có động tĩnh đó các bạn. Và nhiều thông tin thú vị khác sẽ được chia sẻ trong video này Nhưng mà trước hết á, các bạn thấy được là năm 2024 này Là một năm mà cực kỳ sôi động cũng như chúng ta mong đợi Từ năm ngoái các bạn chúng ta cũng đã nói tới Từ năm ngoái đó là năm nay Là một năm mà có rất nhiều sự kiện Chúng ta mới đầu đó sẽ có Bitcoin Smart ETF Kế đó chúng ta sẽ có cái sự kiện Harvin của Bitcoin Kế đó chúng ta sẽ có cái sự kiện lãi suất của Fed Chúng ta sẽ nói tới bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ Cho nên năm nay là một năm mà chúng ta cũng đã nghĩ là sẽ sôi động Và nói thật những gì xảy ra trong năm nay từ đầu năm tới bây giờ đó trong vòng 2 tháng qua thông tin chắc đã khiến cho các bạn không thất vọng và chúng ta cũng nhìn thấy được ngày hôm nay đã bắt đầu từ những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đi tại vì gần đây chúng ta có rất nhiều tin tức liên quan tới crypto cho nên chúng ta dành nhiều thời gian cho crypto nhưng mà chứng khoán Hoa Kỳ vẫn rất là tốt các bạn, chúng ta nhìn thấy được là ba chỉ số lớn ngày hôm nay đều là xanh hết và đặc biệt, chúng ta đã biết là chỉ số Dow Jones trong đầu năm nay đã đạt cái đỉnh mới rồi. Chúng ta hôm nay lại có tiếp tục chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq. Chỉ số Nasdaq này là cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó cả hai đều đạt đỉnh mới các bạn và chỉ số Nasdaq đã đạt cái đỉnh mới cao hơn cả năm 2021 các bạn nên biết là ngay thời điểm bây giờ lãi suất vẫn đang rất là cao các bạn lãi suất bây giờ đã, đã cao nhất trong vòng mấy chục năm qua và chúng ta thấy được là Fed vẫn chưa giảm lãi suất nhưng mà ngay bây giờ chỉ số Nasdaq là một trong những cái chỉ số mà thường nên người ta sẽ đầu tư vào những công ty công nghệ nhiều nếu như mà người ta lạc quan về tương lai các bạn khi mà mọi người đã muốn chấp nhận nguy hiểm cao thì họ sẽ đầu tư nhiều vào những công ty công nghệ và chỉ số này bây giờ đã cao hơn cả năm 2021 các bạn có thể cảm nhận được là cái sự lạc quan như thế nào và không chỉ riêng là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chúng ta nhìn thấy được là vàng đó thì cũng gần đỉnh mới rồi các bạn chúng ta nhìn thấy ngay bây giờ là rất là sát cái đỉnh cũ tôi nhớ là 2.100 đô cho một ounce vàng hợp đồng vàng ngày hôm nay là 2.091 các bạn và đương nhiên chúng ta cũng biết là bất động sản Hoa Kỳ đó thì gần đây cũng tiếp tục tăng mặc dù lãi suất đang mức rất là cao các bạn lãi suất bây giờ đã, đã trở lại là hơn 7% rồi để có thể vay mượn 30 năm để mà mua nhà nhưng mà điều đó lại khiến cho cái số lượng nhà có thể được bán lại giảm đi các bạn tại vì lãi suất cao dẫn đến những người mà họ đang nợ ngân hàng bây giờ đó họ mua nhà cách đây khoảng chừng là 5 năm hay gì đó lãi suất rất là thấp và nếu như mà họ bán cái nhà đó họ phải mua cái nhà mới và chấp nhận lãi suất cao hơn cho nên họ không bán dẫn đến là không có đủ nhà để bán và giá nhà đó lại bây giờ gần cái mức đỉnh luôn các bạn ở Hoa Kỳ ở rất nhiều nơi đây giá nhà rất là cao và chúng ta nhìn thấy được là crypto đây thì đương nhiên chúng ta đã biết là giá bitcoin đó đã, tăng mạnh gần đây và sau đó chúng ta nhìn thấy được cũng có khá là nhiều những oi coin cũng đã tăng theo rồi chúng ta thấy là ethereum đã hơn 3.400 đô chúng ta có xrp ngày hôm nay là 63 cent chúng ta cũng có những đồng như cardano cũng đã tăng các bạn và nhiều đồng khác như là Solana và Bitcoin đó chúng ta nhìn thấy được hôm nay lại tiếp tục hơn 62.000 đô sau khi mà có cái sự tăng mạnh không hề có một cái sự điều chỉnh như hết các bạn chúng ta vẫn tiếp tục thấy Bitcoin mức cao là 62.219 hiện tại chúng ta đang ở gần đỉnh rồi các bạn chúng ta cách cái đỉnh không còn bao nhiêu xa nữa và một lần nữa Fed vẫn chưa có quyết định giảm lãi suất khi nào chúng ta biết là trong năm nay nhưng mà chưa biết khi nào cuộc họp vào tháng 3 chúng ta mới biết và nếu như mà chúng ta không có suy thoái thì chính xảy ra thực sự là có hạ cánh mềm như là cái kỳ vọng của Chủ tịch Fed John Powell thì các bạn có nghĩ thị trường nó sẽ như thế nào? Nó sẽ cực kỳ so động luôn các bạn Và chúng ta cũng có thể thấy được là giá Bitcoin như thường chia sẻ ngày hôm nay đó, thì vẫn tốt các bạn vẫn hơn 62.000 đô Cái ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là giá đã tăng cao tới mức là 63.252 Và sau khi tăng mạnh khi mà chúng ta zoom ra thì trong vòng khoảng chừng là 2-3 ngày qua thì giá vẫn trên 60.000 đô Một cái sự tăng trưởng đó có thể khiến cho rất nhiều người cực kỳ bất ngờ. Ngay cả những người mà bô nhất thì bây giờ cũng cảm thấy bất ngờ các bạn tại vì rất là nhiều người nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái mức giá này sau ha bình vài tháng và chúng ta sẽ cái đỉnh mới đó đâu đó là khoảng chừng à, vào gần cuối năm nay bây giờ chưa gì hết chúng ta đã gần trở về đỉnh cũ rồi và cái nến tháng của tháng 2 vừa rồi đó là gần 20.000 đô như các bạn nhìn thấy đây là cái ngọn nến cực kỳ cao các bạn chúng ta có thể nghĩ như thế này năm 2017 đó Bitcoin đã đạt gần 20.000 đô lần đầu tiên trong lịch sử có nghĩa là tốn khoảng chừng 8 năm các bạn 8 năm trời David thôi có thể lên tới cái mức là gần 20.000 đô mà trong vòng một tháng qua thôi cây gọn đến tháng đã là 20.000 đô rồi khi mà các bạn zoom ra các bạn nghĩ lại ra mới thấy cái sự tăng trưởng, cái sự tiến triển của Bitcoin nó thật sự kinh khủng như thế nào các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là với cái giá hiện bây giờ, trong refresh lại xem coi là cái thông tin mới nhất đến từ Classno đó là chúng ta có phần trăm có lời là bao nhiêu. Thì để thông zoom vào các bạn thì thấy rõ hơn Thì ngay bây giờ đó, chúng ta vẫn nằm trong vùng màu đỏ các bạn Hơn 95% và chi tiết hơn đó là ngày hôm nay Ở mức giá là 62.486 đô Thì chúng ta có là đang có lời hiện tại dựa theo Classno. Chúng ta nói tới cái chỉ số này hàng ngày cho nên các bạn đều biết là cái chỉ số này có thể nằm trong cái vùng màu đỏ một thời gian có thể là 20 ngày thậm chí có thể lên tới 3 tháng tùy theo là thị trường đang phô mô đến mức độ nào cho nên chúng ta chỉ biết là bây giờ đang có rất nhiều Bitcoin có lời hiện tại thì đương nhiên rồi ở cái mức 62.000 này thì không có mấy người trước đây mua hơn 62.000 đâu các bạn và những người mà họ đã cắt lỗ đó họ đã cắt lỗ trước đây rất nhiều rồi các bạn có thể là họ đã cắt lỗ năm 2022 cho nên những người mà lưu trữ tới bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là cái số người đó đang có lời và chúng ta vẫn chưa thấy cái hiện tượng chốt lợi hàng loạt nào đang xảy ra hết cho nên cái chỉ số này nó vẫn đang ở cái mức rất là cao và chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đó thì BTC so với ngày hôm qua đã tăng 2.2% dựa theo con get thì Ether cũng tăng phần trăm tương tự các bạn nhưng mà trong 7 ngày qua đó thì Ether vẫn tăng yếu hơn là Bitcoin. Chúng ta nhìn thấy được là BNB trong vòng 7 ngày qua ra vẫn có sự tăng trưởng là 10%. Chúng ta thấy được là XRP đó thì cuối cùng cũng đang nhích một chút các bạn ở mức hiện bây giờ là 63 cent thì cũng đã tăng 18.5% trong vòng một tuần qua hôm nay tăng 7% và chúng ta nhìn thấy là tổng số hóa đó thì cũng đã tăng 2.2%. Nói chung nữa thì một trong những điều mà thường nhận ra được trong cái đợt tăng trưởng này đó chính là những cái sự tăng trưởng trong vòng một năm qua đó thì sau khi bị coi tăng trưởng o coi tăng theo rất là nhanh nó không giống như là những chu kỳ trước đây những chu kỳ trước đây đó thì bị coi tăng một thời gian dài các bạn thậm chí là mấy tuần liên tục luôn rồi sau đó Bitcoin mới nghỉ ngơi rồi tiền mới đổ vào altcoin. Bây giờ tôi nghĩ là điều đó vẫn đang xảy ra tiền thì vẫn vào Bitcoin trước như các bạn thấy được là 7 ngày qua Bitcoin đã tăng 22.9% rồi. Nhưng mà ngay sau đó vài ngày đó thì tiền đã nhanh chóng đổ vào altcoin. Đó là điều mà Thuận nhìn thấy hiện tại và nó có thể cái này là suy đoán của Thuận mà thôi có thể là tại vì chúng ta có Bitcoin Spot ETF dẫn đến là cái dòng tiền đổ vào Bitcoin thông qua Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ. Nhưng mà những người mà đầu tư chuyên về crypto đó thì họ sẽ mua all coin cho nên mọi thứ nó diễn ra hầu như là rất là sát nhau các bạn nhưng mà tiền vẫn đổi về bitcoin trước hiện tại và chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay đã dựa theo crypto bubble đầu ngày mà rất là xanh và chúng ta có thể bắt đầu một số thông tin lớn thì trước hết chúng ta đã biết là gần đây chúng ta quan tâm đến cái số lượng bitcoin được bán bởi Grayscale đó là thông tin thường chia sẻ hàng ngày nhưng mà còn một thông tin nữa đó chính là cái số lượng bitcoin được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ con số này đã không hề nhỏ các bạn và các bạn nhìn thấy được là có một hiện tượng đã xảy ra cách đây hai ngày tôi muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn là nó không phải xảy ra ngày hôm nay mà nó đã xảy ra cách đây hai ngày các bạn và hôm nay đây chúng ta mới để ý là điều này đã xảy ra đó chính là cái số lượng bitcoin được lưu trữ bởi chính phủ hoa kỳ đó thì một phần đã được di chuyển cho nên khi mà trong zoom và các bạn có thấy được là cây đường màu cam này đó đã có một cái sự thay đổi đột ngột lần cuối cùng chúng ta biết đó là có một cái đợt uh, di chuyển đó chính là vào tháng 7 của năm ngoái à, và chúng ta có biết năm ngoái đó cũng đã có một cái đợt bán trước đó thường nhớ là đầu năm nhưng mà sau đó một thời gian dài đó thì cái số lượng bitcoin vẫn ở mức là 210.429 bitcoin và ngay cái đây hai ngày đó thì lại có một cái sự giảm xuống các bạn chi tiết hơn là Arkham Intelligence đã chia sẻ là chính phủ Hoa Kỳ đã di chuyển tổng cộng là 922 triệu đô la bitcoin và họ đã di chuyển từ hai cái ví điện tử chứa cái số BTC cái số BDC này đó đã được uh, thu giữ bởi cái vụ hát của sàn Bitfinex vào năm 2016. Như bạn hỏi là tại sao mà nhiều chính phủ như là chính phủ Trung Quốc, chính phủ của Hoa Kỳ, chính phủ của Đức, vân vân thì lại có nhiều bịch không như vậy? Phần lớn đó là tại vì những cái phi vụ phạm pháp bị bắt rồi sau đó là họ tịch thu cái số lượng bitcoin này thì nhiều bạn sẽ hỏi là bitcoin là một cái tài sản mà không thể bị đóng băng hay tịch thu thì làm sao họ tịch thu được đơn giản thôi các bạn họ sẽ đưa ra một cái bản án nếu như muốn giảm án đó thì phải tình nguyện giao ra tài sản thì đương nhiên nhiều người sẽ giao ra tài sản để có thể được giảm án cho nên họ mới có được cái số lượng bitcoin này trở lại với cái thông tin này thì chúng ta nhìn thấy được là tổng cộng đã có 4 giao dịch xảy ra cách đây khoảng chừng là hai ba ngày ngày 28 tháng 2 đó chúng ta thấy cái giao dịch thử nghiệm đầu tiên chỉ có một Bitcoin các bạn nghĩa là khoảng 60.200 đô thời điểm đó đã được di chuyển vào lúc 3 giờ 39 chiều ngày 28 tháng 2 Kế đó đó là cái giao dịch thứ hai với cái số lượng Bitcoin nhiều hơn là 2817 Bitcoin, có nghĩa là khoảng 172 triệu lúc đó các bạn. Và kế đó đó giao dịch thứ ba cũng là một giao dịch thử nghiệm chỉ có 0.1 Bitcoin mà thôi, à, đáng giá là 613 đô và ngay sau đó là cái giao dịch thật các bạn là 12.267 Bitcoin nghĩa là 748 triệu. Thứ nhất, khi bạn thấy được là ngay cả chính phủ Hoa Kỳ họ cũng phải thử trước khi mà gửi cái phần lớn. Và tôi cũng hy vọng là các bạn có một cái thói quen là nếu như các bạn không không có chắc chắn đó thì gửi trước một phần nhỏ rồi sau đó mới gửi cái phần còn lại biết bao nhiêu là câu chuyện, những câu chuyện mà cực kỳ đau thương các bạn nhưng mà nếu như mà có thói quen này đó thì đã có thể là tránh được rất nhiều những cái câu chuyện không được may mắn đó rồi. Tại vì có rất nhiều bạn là nhiều khi copy lộn địa chỉ ví hay là thậm chí là đánh sai địa chỉ ví hay là thậm chí là chúng ta nói tới những cái máy mà bị hack đó, rồi sau đó khi mà các bạn gửi tiền thì con virus nó thay đổi cái địa chỉ ví. Những cái đó đều có thể là tránh được nếu như mà các bạn sử dụng cái cách này các bạn các bạn thử một phần nhỏ rồi sau đó mới gửi cái phần còn lại thì nó sẽ an toàn hơn đối với thuần và tổng cộng bốn giao dịch này đó là gần như là 1 tỷ đô la để được di chuyển 922 triệu thì nhiều người xã hội là di chuyển đi đâu cái này chúng ta vẫn chưa có biết thứ hai đó điều mình không muốn nói với các bạn là cái số lượng này được di chuyển có thể là đến một cái ví khác của chính phủ hoa kỳ vì một lý do nào đó chúng ta cũng không có biết hiện bây giờ đó thì ngay cả classno và argument intelligence họ vẫn chưa có biết là cái ví mà được di chuyển đến là thuộc về ai nhưng mà hiện bây giờ đó thì cái ví đó cũng không có được xác nhận là cái ví sàn Cho nên còn quá sớm để nói là cái số lượng này đã được đem lên sàn để mà bán Nhưng mà cái chúng ta thấy đã được di chuyển rồi và họ thường không có di chuyển Ngoại trừ là có một lý do đặc biệt nào đó Thì các bạn thấy được là cho dù có tin tức này ngày hôm nay Giá Bitcoin cũng không hề dao động luôn các bạn Giá Bitcoin đó vẫn giữ được hơn 62.000 đô hiện tại các bạn có nhớ là cách đây 6 tháng có một cái tin giả đó là tin giả thôi là cái số lượng Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ được di chuyển đó, chỉ là tin giả thôi đã khiến cho thị trường cực kỳ đỏ thời điểm đó. Bây giờ là tin tức thật là có gần 1 tỷ đô la được di chuyển mà giá Bitcoin không hề thay đổi các bạn cho chúng ta thấy được đây là một dẫn chứng thị trường đang mạnh như thế nào còn về Bitcoin Spot ETF thì ra sao các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình á thì ngày hôm qua là một ngày mà chúng ta có cái số lượng Bitcoin được bán với Rayscale đó rất là cao ngày bán lớn thứ nhì từ khi bắt đầu đó chính là gần 600 triệu đô la các bạn gần 600 triệu đô la được bán bởi Grayscale ngày hôm qua tới cuối cùng thì sao các bạn tới cuối cùng thì chỉ riêng BlackRock thôi họ đã thu vào 603 triệu rồi cộng với lại cái số lượng được thu vào với những quý còn lại nhưng mà nó không đáng bao nhiêu đâu chúng ta nhìn thấy được là ngay các đâu đi ngày hôm qua chỉ thâu vào có 44 triệu mà thôi BlackRock đã thật sự khẳng định mình là vua trong thị trường này rồi các bạn và chúng ta vẫn có là một cái ngày dương các bạn 92 triệu đã được thu vào ngay cả trong một ngày mà có cái sự bán cao như là ngày hôm qua đó chúng ta vẫn thấy được là vẫn là một ngày mà có cái số lượng tiền dương đi vào những quỹ Bitcoin Smart ETF. Hôm nay thì sao các bạn? Hôm nay đây dùng refresh lại chúng ta vẫn chưa có đầy đủ thông tin nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đó thì cũng là một ngày mà có cái số lượng Rayscale GBDC bán nhiều là 492 triệu. Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có thông tin đến từ BlackRock nhưng mà những quỹ còn lại đây thì cũng thâu vào các bạn nhìn thấy được là hơn 100 triệu. Ngay bây giờ chúng ta đang âm 342 triệu. Chỉ cần là BlackRock hôm nay thu vào hơn 342 triệu thì chúng ta sẽ có một cái ngày tiếp tục có dòng tiền dương và để nhắc lại các bạn nhớ là ba ngày vừa qua ra thì mỗi ngày BlackRock thu vào là 500 tới 600 triệu cái số lượng tiền thu vào BlackRock đó cực kỳ kinh khủng các bạn Đến nỗi mà bây giờ BlackRock đã có hơn 10 tỷ đô la Ở trong quỹ của họ rồi Và chúng ta nói tới Bitcoin Smart ETF đó Thì các bạn thấy được là mọi thứ bây giờ đó Nó đang được quan tâm rất là lớn Hôm nay đó chúng ta nhìn thấy Ở trên sàn chứng khoán New York Thì Rayscale đã đưa lên cái nhãn hiệu của mình các bạn Ngay trên sàn chứng khoán New York Tôi nghĩ đây là một cái biểu tượng có thể cho các bạn thấy được là Bitcoin thực sự đã được chào đón bởi thế giới tài chính truyền thống rồi. Trước đây chúng ta cũng nghe là công ty này công ty kia ủng hộ nhưng mà ngày hôm nay nhìn bức hình này, tôi mới thật sự cảm nhận được là wow, Bitcoin đã trở thành một phần của thị trường tài chính thực sự rồi các bạn. Nó ngay trên sàn chứng khoán New York như thế này và chúng ta cũng có cái bài phỏng vấn ngày hôm nay đó thì người được phỏng vấn đó chính là CEO của Trayscale thì ông cũng đã nói là hiện bây giờ đã có cái độ quan tâm có cái nhu cầu đầu tư khổng lồ vào những cái quỹ Bitcoin Spot ETF cái này là đúng khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng đầu tư hàng ngày như thế này Nhưng mà chỉ đáng tiếc là không đúng với Grayscale GBTC Và ngay cả cái người phỏng vấn cũng nói là Đúng nhưng mà hình như là cái quỹ của anh bán rất là nhiều Thì đương nhiên chúng ta nói Grayscale cho nó dễ thôi Chứ thật ra lý do tại sao mà Grayscale phải bán Bitcoin Là tại vì khách hàng của họ bán GBTC Vì nhiều lý do như là bắt buộc phải bán từ tòa án để mà trả nợ Hay là vì cái phí của họ quá cao <laughs> Nhưng mà các bạn thấy được là Grayscale cũng là một trong những công ty Mà cũng đã tiên phong các bạn họ cũng có quảng cáo và lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta có Bitcoin Spot ETF cũng là vì Grayscale à, đã không có chấp nhận thua cuộc và họ đã ra tòa với SEC à, để có thể có được Bitcoin Spot ETF cho nên họ cũng có công trong cái vấn đề này. Chỉ là cái chiến lược phí của họ ra thì nhiều người cho là không hợp lý dẫn đến cái số lượng GBTC được bán nhiều hàng ngày. Nhưng mà suy nghĩ ngược lại, chúng ta có cái số lượng thu vào nhiều như vậy từ những quỹ khác như là cái quỹ của BlackRock hay là Fidelity thì một phần này đó cũng đã đến từ công ty Rayscale các bạn. Nếu như mà công ty Rayscale không có cái số lượng người bán thì cái số lượng người đó họ cũng sẽ ở lại Rayscale thì cái dòng tiền nó cũng sẽ giảm xuống. Thì tới cuối cùng nó thường nghĩ nó cũng cỡ như vậy mà thôi. Nhưng mà chúng ta thực sự không biết được chỉ là bây giờ nhiều người đó thì không thích rayscale tại vì hàng ngày chúng ta đều nghe thông tin là họ bán rất nhiều gbtc và nói tới rayscale đó thì một lần nữa rayscale lại kiện sec lần này đó thì nó cũng không có quan trọng như lần trước đây đâu các bạn tại vì lần này là liên quan đến một cái quỹ etf khác nó liên quan đến cái quỹ etf option như là đây là một cái quỹ etf mà trong đó đó họ sẽ giao dịch những cái quyền chọn những cái lệnh option dựa trên cái bitcoin spot etf của họ và một lần nữa RayScale đã kiện SEC nói đây là một cái sự kỳ thị tại sao lại không cho phép quỹ này được thông qua cái này nó thực sự không có liên quan nhiều đến thị trường hiện tại đâu các bạn quan trọng nhất đó vẫn là Ethereum spot ETF đến đâu rồi cho nên cái thông tin này đã thùng sẽ chỉ nó thoáng qua mà thôi cho dù là RayScale thắng kiện này nữa nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường đâu và chúng ta nói tới cái số lượng thu vào nhiều nhất đó thì đương nhiên hiện bây giờ đó chính là công ty BlackRock các bạn. Cái quỹ Bitcoin Spot ETF của họ đó ngày hôm nay đã vượt qua 10 tỷ đô la rồi. Để các bạn có thể hiểu được cái tầm quan trọng như thế nào đó thì các bạn thấy được đây là cái quỹ ETF trong hàng nghìn ETF đã đạt được 10 tỷ đô la nhanh nhất chỉ trong vòng có 37 ngày giao dịch mà thôi chưa có bất cứ một quỹ ETF nào đạt nhiều tiền như vậy các bạn và chỉ khoảng 4% của tất cả quỹ ETF đã đạt được cái mốc 10 tỷ đô la mà thôi mà trong vòng 37 ngày BlackRock đã đạt được rồi cho các bạn nhìn thấy được là cái nhu cầu để mà thu mua nó cao như thế nào. Và có nhiều người nói là chúng ta phóng đại cái thông tin Bitcoin Spot ETF lên chứ còn những công ty như BlackRock như là Fidelity thì đây chỉ là một phần nhỏ của công ty của họ mà thôi thì không phải đâu các bạn. Bloomberg ngày hôm nay đã đưa ra cái thống kê BlackRock IBIT nghe là cái quỹ Bitcoin Spot ETF của họ chiếm 0.2% trong số các quỹ ETF của BlackRock là một phần rất nhỏ nhưng mà đã chiếm 42% lượng tiền vào trong năm nay. Và trước đây đó thì nhiều người cũng phủ nhận là ở thông tin liên quan tới Black Rock đơn của Bitcoin Spot ETF không quan trọng. Nhưng mà các bạn thấy được là ngay sau đó đó thì cái người mà lên trên đài truyền hình, cái người mà chia sẻ lý do tại sao họ muốn có cái quỹ Bitcoin Smart ETF đó không phải là một giám đốc của BlackRock mà chính là Larry Fink các bạn chính CEO của BlackRock đã lên trên đài truyền hình để mà chia sẻ tầm quan trọng của Bitcoin như thế nào và rất rõ ràng các bạn thấy được là Bitcoin Smart ETF chỉ 0.2% của tổng cái số lượng ETF của BlackRock nhưng mà đã là 42% lượng tiền vào trong năm nay rồi và Fidelity cũng như vậy các bạn Bitcoin spot ETF của Fidelity chỉ chiếm 2% trong tổng số các quỹ ETF mà họ quản lý, nhưng mà đã chiếm 64% cái số lượng tiền vào cho năm nay. Thì đây là một phần cực kỳ quan trọng ở trong cái chiến lược của họ chứ không phải là một sản phẩm nào đó đâu, các bạn. Họ cực kỳ quan tâm. Đây là cái mà họ quan tâm nhất hiện bây giờ. Đây là một cái sự thành công lớn cho những công ty này. Và chúng ta thấy được là có một công ty khác thì họ lại không nghĩ như vậy Họ luôn có sự chống đối với Bitcoin Smart ETF đó chính là Vanguard các bạn Và Tim Buckley, à, người này này các bạn, đây là CEO của Vanguard Thì đột ngột đã thông báo là sẽ từ chức vào cuối năm nay Ông đã làm việc tại Vanguard 33 năm rồi các bạn Cho nên nhiều người cũng cảm thấy khá là bất ngờ Và ông cũng không phải là lớn tuổi lắm đâu Cho nên có rất là nhiều những cái nghi vấn đã được nói đến tại vì các bạn thấy là khi mà ông đã lên tiếng nói là trong năm nay đó từ đến cuối năm thì ông sẽ rời khỏi chức vụ CEO hiện bây giờ đó thì Vanguard vẫn chưa có tìm được cái người kế tiếp để mà thay thế ông tạm thời đó thì nếu như mà không kiếm được ai thì giám đốc đầu tư sẽ thay thế chức vụ này sau đó họ sẽ đi tiếp tục để mà kiếm một người khác cái này là một điều mà cực kỳ khác với lại cái cách làm của những công ty lớn các bạn thường những công ty lớn đó thì trước khi về hưu vài năm thì cái ceo đó sẽ chọn ra một người mà họ tin tưởng rồi họ sẽ giống như là huấn luyện người đó để có thể là đảm nhiệm chức vụ ceo đó là điều mà bình thường xảy ra nhưng mà cái này lại đột ngột thì thường những chuyện đột ngột như vậy đó là phải có một cái gì đó cho nên rất nhiều giả thuyết được đưa ra và một chuyên giả thuyết mà Thuận thích nhất đó chính là ông là người mà đã kịch liệt phản đối và không cho phép khách hàng của van Vanguard đụng đến Bitcoin ETF. Một tháng sau các bạn, trong vòng một tháng thôi thì ông lại lên tiếng từ chức. Rất nhiều người nói là có thể liên quan tới Bitcoin khi mà chúng ta nhìn thấy được cái sự thành công của Bitcoin Spot ETF cho những công ty kia là như thế nào. Trong khi mà Vanguard là công ty mà họ cũng có nhiều quỹ ETF các bạn, đó cũng là một phần lớn của công ty của họ lại không có Bitcoin Smart ETF có thể là những cổ đông không thích cái quyết định đó đó là quyết định sai lầm của Tim Buckley không biết lý do chính thức ra sao nhưng mà thường thích lý do đó là các bạn và Vanguard đã cực kỳ quan trọng các bạn Vanguard là một công ty mà quản lý rất là nhiều tiền các bạn nhìn thấy được là BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới quản lý là 9,4 nghìn tỷ đô la Van đứng thứ nhì là 7,2 nghìn tỷ đô la các bạn và Fidelity là đứng thứ ba là 3,8 nghìn tỷ đô la chúng ta đều biết BlackRock và Fidelity là hai công ty mà rất ủng hộ Bitcoin và có Bitcoin Spot ETF nếu như mà Van cũng ủng hộ đó thì các bạn thấy được chúng ta sẽ có ba công ty quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu đều ủng hộ Bitcoin nó sẽ như thế nào nhưng mà cái đó chỉ là một suy đoán thôi các bạn chúng ta không biết được là tại sao mà ông à, lại lên tiếng từ chức có thể là ông dính vào một cái sự bê bối gì đó cái đó tôi không biết các bạn nhưng mà đó là sự thật ông đã lên tiếng nói là ông sẽ về hưu trong năm nay Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một đề tài khác thì với cái mức giá Bitcoin hiện tại tổng số vốn hóa đó để các bạn thấy được thì bây giờ tổng số hóa của Bitcoin đã hơn 1,2 nghìn tỷ rồi các bạn và ở cái mức này dựa theo một cái bảng xếp hạng bảng xếp hạng này đó là của Pocopolis thì bảng xếp hạng này là xếp hạng những cái đồng lớn trên thế giới dựa theo cái số lượng tiền mặt mà họ có không tính tiền trong ngân hàng chính tiền mặt mà thôi nghĩa là M0 nữa các bạn Chúng ta cũng biết là tiền thì phân loại là M0, M1 và M2 Thì M0 đó, chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin hiện bây giờ là đang xếp hạng lớn thứ năm Chỉ đứng sau lưng đồng Yên của Nhật Bản, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng Euro và đồng đô la mà thôi các bạn ở Hoa Kỳ Thì bây giờ đã Bitcoin đứng hạng thứ năm hiện tại và chúng ta nhìn thấy được là khoảng cách giữa Bitcoin và đồng yên thì cũng khá là lớn đó Bitcoin phải tăng khoảng chừng là 4 lần các bạn thì mới có thể là bằng với lại đồng yên Nhật Bản Nhưng mà đương nhiên nhiều người cũng chỉ được là cái này nó xếp hạng tiền mặt mà thôi Nếu như mà chúng ta tính M1 nghĩa là tiền mặt và những cái tài sản như là tiền mặt trong sổ tiết kiệm ngân hàng Thì cái số lượng tiền nó lớn hơn rất là nhiều thì cái đó là đúng nhưng mà chỉ tính M0 thôi tiền mặt Thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy Bitcoin xếp hạng thứ năm và chúng ta cũng đương nhiên với sự tăng trưởng này đó thì một trong những người mà cũng đã bị cộng đồng chỉ trích rất là nhiều đó chính là Plan B các bạn. Thì chúng ta biết là cái chu kỳ vừa rồi đó rất nhiều người tin tưởng vào cái mô hình Stock to Flow. Thuận cũng vậy tại vì cái mô hình đó nó đã đúng tới cái mức là 55.000 đô. Các bạn đã nhớ là trở về nhiều năm trước khi mà Thuần chia sẻ cái video thời nhớ là năm 2019 lúc đó là giá Bitcoin là khoảng 4 5 ngàn đô gì đó thì Thuần đã chia sẻ là chúng ta có thể thấy được Bitcoin đạt được 55 ngàn đô dựa theo mô hình Stock to Flow đây là một cái mô hình mà họ dùng để mà ước tính những cái mặt hàng như là vàng thì cái mô hình này là dựa theo cái độ khan hiếm thì hiểu đơn giản đó là mỗi một ngày cái số lượng vàng được đào ra thì nếu như mà cứ tiếp tục như vậy thì tốn bao nhiêu năm cái số lượng vàng mới được đào ra mới bằng cái số lượng ở trên thị trường và đương nhiên càng nhiều thì càng tốt các bạn tốn càng nhiều năm thì đương nhiên cái đó càng hiếm hơn thì cũng tương tự cái số lượng bitcoin ở trên thị trường hiện bây giờ thì nếu như mà chúng ta đào bitcoin đó thì tốn bao nhiêu lâu chúng ta mới có được cái số ở trên thị trường đương nhiên chúng ta sẽ không có tính những cái như là giới hạn 21 triệu và mỗi một cái chu kỳ đó mỗi một cái 4 năm thì sẽ bị halving một lần thì cái số lượng đào ra đã giảm đến phân nữa nhưng mà đó cũng là lý do tại sao mà khiến cho Bitcoin ngày càng khang hiếm hơn và cái đợt hai bên này sau tháng tư của năm nay đó thì cái độ khan hiếm của bitcoin sẽ còn cao hơn cả vàng nữa các bạn hiện bây giờ thì vàng vẫn là khan hiếm hơn nhưng mà sau tháng tư thì dựa theo chỉ số stock to flow đó thì bitcoin sẽ càng hiếm hơn và dùng cái thông tin đó để mà ước tính là giá Bitcoin sẽ di chuyển như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy được là cái mô hình đó đã đúng tới cái mức 55.000 đô nhưng mà cái mô hình đó đã ước tính là chúng ta sẽ đến được cái mức là 100.000 đô nhưng mà cuối cùng chúng ta tăng lên tới mức 69.000 đô thì lại bị đẩy ngược trở xuống tới mức 15.000 đô. Chúng ta bây giờ đã trở lại một lần nữa mức là 62.000 đô. Thì cái điều thú vị có hai điều các bạn thứ nhất là dựa theo biểu đồ này đó thì các bạn có thể à, hiểu đơn giản như thế này màu xanh dương đó chính là cái thời điểm tích lũy và màu đỏ đó là chúng ta bắt đầu đi vào thị trường bull market thì cái dấu chấm màu đỏ đầu tiên đã xuất hiện rồi các bạn nghe chúng ta đã chính thức dựa theo mô hình structure flow đã đi vào một bull market rồi cũng đồng nghĩa là chúng ta đã không còn nhiều cơ hội để mà tích lũy bitcoin mức thấp nữa đó là cái lúc mà chúng ta có cái màu xanh dương trên màn hình và đương nhiên màu xanh lá cây đó chính là mùa bear market các bạn và màu vàng là cái sự bắt đầu của phân phối chúng ta nhìn thấy chúng ta bây giờ đã có dấu chấm đỏ đầu tiên và đi vào cái dùng bull market và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là cái mô hình này đó thì tôi sẽ không nói tới cái ước tính tại vì nó khá là cao các bạn ước tính mô hình này đây là chu kỳ này chúng ta có thể lên tới cái mức là tám chín trăm ngàn gì đó Thường cảm thấy cái đó thì hơi quá đối với thuận nói chung đó thì nếu như mà hơn hai trăm ngàn thuận cũng đã cảm thấy rất rất vui rồi các bạn chứ đừng nói tới là lên tới bốn năm trăm ngàn hay là tám trăm ngàn thì chúng ta sẽ để ý một điều đó chính là cái mô hình này tuy là nó đã không đúng năm 2021 các bạn nhìn thấy được là năm 2021 đó mô hình này ước tính chúng ta sẽ qua khỏi cái mức này các bạn đây là cái mức là khoảng chừng hơn 100.000 đô lúc đó nhiều người nghĩ là khoảng 110 120.000 đô trước khi mà chúng ta có một cái mùa bear market nhưng mà đáng tiếc tới 69.000 đô chúng ta đã có bear market và ngay bây giờ chúng ta mức là 62.000 đô nếu như mà trong năm nay trong năm nay mà Bitcoin có thể về cái mức là gần 100.000 đô thì tuy đã không đúng năm 2021 nhưng mà mô hình này đã cũng đã cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn và nếu chúng ta trở về gần 100.000 đô trong năm nay thì mô hình này vẫn tiếp tục có hiệu lực cho nên bây giờ chúng ta mới thấy được là nhiều người lại có hứng thú với mô hình stock to flow và bây giờ đã nhiều người đưa ra nhiều lý do tại sao chúng ta không đạt được cái mức 100.000 đô như là nhiều mong đợi năm 2021 nhiều người nói là tại vì chúng ta đã có một cái sự kiện là Fed bắt đầu là tăng lãi suất quá nhanh quá đột ngột khiến cho thị trường đã trở tay không kịp cho nên chúng ta mới có cái sự điều chỉnh thì những cái đó thường nghĩ là tới cuối cùng nó cũng chỉ là những cái biện luận thôi các bạn chứ còn lý do thật sự tại sao nữa thì thị trường thật sự đã quá nóng và chúng ta đã không đạt được cái mức cao như là chúng ta mong đợi tại vì chu kỳ vừa rồi lại là một cái chu kỳ mà nó được vận hành bởi rất là nhiều những cái công ty mà không được đàng hoàng các bạn những công ty như là tới cuối cùng họ đã phá sản chúng ta có voi trời chúng ta có ftx chúng ta có những công ty như là blockfi lại có những cái quỹ đầu tư như là trio capital các bạn họ đã không vận hành một cách tốt đó là những công ty mà họ sử dụng đồng bẩy rất là cao cho nên cái đợt tăng trưởng vừa rồi đó đã bị cắt ngắn đi tại vì chúng ta có những công ty mà chúng ta nghĩ là những công ty mà hoạt động tốt nhưng mà cuối cùng đó họ đã không như chúng ta nghĩ dẫn đến là những công ty đã phá sản và chúng ta có một cái mùa bear market dẫn đến là giá đẩy xuống cái mức là 15.000 đô nhưng mà bây giờ giá đã trở lại cái mức là hơn 60.000 đô và chúng ta không còn những công ty đó nữa chúng ta cũng thấy hôm nay đã Jim Cramer cũng tiếp tục nói ở trên đài truyền hình CNBC là ông nói nếu như mà có quỹ Ether ETF có lẽ tôi sẽ mua nó <laughs> cho bạn thấy mọi người nói là, no, Jim lại lại no chim Kramer lại bullish rồi chúng ta cũng nên suy nghĩ lại nhất là liên quan tới Ethereum ETF nếu như mà ông nói vậy thì có thể là sẽ không được thông qua đâu nhưng mà ngược lại đó thì tôi nghĩ như thế này các bạn tôi đã từng chia sẻ cảm nghĩ của mình về chim Kramer chim Kramer là một người mà đã làm việc trên đài CNBC rất, rất 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 lâu rồi các bạn và trước đây đó ông làm việc ở trên phố Wall tôi nhớ ông là một trong những giám đốc của ngân hàng Goldman Sachs trước đây thì Jim Cramer là một người mà rất là giàu Jim Cramer đã tài sản là khoảng 150 50 triệu đô la các bạn và cái lương của ông ở trên đài CBC đó là hơn 5 triệu mỗi một năm các bạn đó là cái lương thôi chứ không nói đến là những hoạt động khác của ông ở trên đài CBC các bạn à, và tại sao ông là một người mà thường hay nói sai mà lại có lương cao như vậy thì thuận nghĩ là tại vì ông đại diện cho những nhà đầu tư thông thường Tại vì ông là người mà nói lên suy nghĩ của phần lớn những người đầu tư các bạn Nghĩa là cái suy nghĩ của số đông Cho nên người ta lại thích xem dẫn đến là cái số lượng view rất là cao vì lý do đó, đó, những lời nói của ông cũng có thể nghĩ như thế này Nhiều người thì nói là tại vì tâm linh hay gì đó Cho nên ông nói cái gì là điều ngược lại xảy ra nhất liên quan đến crypto Nhưng mà có thể nghĩ như thế này Cái tiếng nói của ông là đại diện cho phần lớn các bạn là số đông Thì nếu như mà ông nói như vậy Có nghĩa là phần lớn số đông đó đang chờ đợi để có Ether ETF Cái đó có thông qua hay không đó, thì sau này mới biết các bạn Nhưng mà hôm nay Jim Cramer đã nói nếu như mà có quỹ Ether ETF có lẽ tôi sẽ đầu tư. <laughs> và chúng ta cũng thấy hôm nay cũng có một cái thông tin rất là lớn. Đối với thuận đó là chúng ta cũng đã biết là cách đây không lâu khoảng chừng vài tuần thì chính quyền của tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra một cái lệnh nói là những công ty đào ở Hoa Kỳ thì phải cung cấp cái thông tin liên quan tới nguồn điện sử dụng và đương nhiên những công ty đào cũng đã đứng lên chống lại nói là cái này đó là kỳ thị tại vì đào Bitcoin không có phạm pháp và cái số lượng điện đó là mua hợp pháp có cái nguồn cầu và nguồn cung những công ty điện đó họ có dư điện cho nên họ mới bán thì tại sao lại phải cung cấp những cái thông tin này trong khi những ngành khác đó thì không cần phải làm như vậy cuối cùng họ cũng đã ra tòa vào ngày hôm thứ tư của tuần này các bạn và kết quả đã có hội đồng blockchain Texas và công ty đào Riot Platforms cũng đã thắng cái vụ kiện chống lại yêu cầu của chính quyền tổng thống Joe Biden về việc thu thập thông tin sử dụng năng lượng đào Bitcoin và thậm chí đã buộc chính phủ Hoa Kỳ phải hủy bỏ những dữ liệu mà họ đã thu thập trong vòng mấy tuần qua các bạn và họ đã thắng vụ kiện dựa trên việc là chính quyền của Biden không cung cấp đủ thông báo công khai trước khi mà lệnh được ban hành. Trước khi mà xem xét bất cứ yêu cầu nào tương tự trong tương lai đó họ phải tuân theo quy trình thông báo và phải có thời gian bình luận có nghĩa là có khả năng bây giờ chính phủ Hoa Kỳ lại một lần nữa sẽ đưa ra một cái lệnh tương tự nhưng mà lần này đã phải chờ thời gian tại vì à, phải thông báo trước rồi phải có cái cơ hội để cho những người trong ngành họ có quyền bình luận rồi sau đó mới tính tiếp. Chứ không phải là thắng mãi mãi các bạn. Nhưng mà ít ra bây giờ cũng đã đẩy lùi được cái sự kiện này rồi. Và không chỉ riêng là thông tin đó chúng ta thấy được là một trong những ứng cử viên tổng thống của năm nay đó chính là ứng cử viên Robert F. Kennedy. À, thì đây là cháu của tổng thống John Kennedy trước đây các bạn. Thì Robert F. Kennedy là một người mà cực kỳ ủng hộ Bitcoin và ông cũng đã lên trên những đài truyền hình giống như ở đây là đài CBC các bạn thì ông cũng đã nói là Bitcoin là tài sản duy nhất trên thế giới này là tài sản duy nhất mà chính phủ không thể tịch thu được là một tài sản mà thật sự cho các bạn có cảm giác tự do tài chính là như thế nào chúng ta không nói đến tự do tài chính giống như là các bạn muốn làm gì thì làm nhưng mà cái tự do tài chính ở đây có nghĩa là các bạn có quyền tự do quản lý tài sản của mình mà tài sản đó đó không ai có thể in thêm và không ai có thể đóng băng hay là tịch thu được và chúng ta cũng biết là một người khác đó cũng muốn tham gia vào chính trị Cũng đến từ thị trường crypto này đó chính là John Deaton. Thì John Deaton đã chính thức đứng lên để mà ứng cử chống lại thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. À, tại vì thượng nghị sĩ Warren là một người mà cực kỳ anti crypto các bạn. Chúng ta biết là uh, hiện bây giờ có rất nhiều người ủng hộ John Deaton và khiến cho thượng nghị sĩ Warren cũng khá là lo lắng cho nên trong vòng 3 ngày đã gửi liên tục là 3 email để mà kêu gọi quyên góp thì chúng ta nhìn thấy trên màn hình ấy, thì cho Hoskinson của Cardano cũng đã lên tiếng là ông sẽ ủng hộ John Deaton trong việc đứng ra ứng cử này. Thông tin kế tiếp là liên quan đến nước Hungary các bạn, thì chính phủ Hungary cũng đã nói là họ sẽ ra mắt cái dự luật cho phép ngân hàng, quỹ đầu tư và các công ty quản lý tài sản cung cấp dịch vụ bitcoin và các dịch vụ crypto khác. Bây giờ là đề xuất cho các bạn, nhưng mà theo quy định được đề xuất thì ngân hàng trung ương của nước Hungary sẽ giám sát các dịch vụ crypto trên toàn quốc với kế hoạch ban hành quy định vào ngày 30 tháng 6. Nghĩa là cũng rất là nhanh các bạn. Từ đây cho đến tháng 6 đó chỉ còn khoảng chừng là 4 tháng mà thôi. Thì ở Hungary họ muốn có một cái luật rõ ràng và họ muốn cho phép ngân hàng quỹ đầu tư và công ty tài chính tham gia vào đương nhiên với cái sự sôi động của Bitcoin Smart ETF thì nghĩ là nhiều quốc gia đang suy nghĩ lại Đây là một cái sản phẩm mà thực sự có cái nguồn cầu rất là cao một thông tin khác nữa thường cảm thấy là cũng khá là khó hiểu các bạn Tại vì chúng ta cũng đã biết là gần đây đó thì ở Nigeria họ đã cáo buộc sàn Binance à, là đã quấy nhiễu cái đồng tiền của họ khiến cho đồng tiền của họ bị mất giá. Nhưng mà cái này hoàn toàn đối thuận là vô lý các bạn, đồng tiền của họ mất giá là tại vì liên quan đến lạm phát kéo dài dài dẳng các bạn và lạm phát của họ đã lên tới mức là 29.9%, lạm phát mà 30% một năm thì đương nhiên tiền sẽ mất giá rồi. Nhưng mà không các bạn, mặc dù tiền đã mất giá rất nhiều năm nhưng mà À, chính phủ của Nigeria đã nói là tại vì sàn Binance trên sàn Binance thì có cái chế độ mà cho các bạn mua bán P2P thì ở trên đó cái giao dịch của đồng Nigeria tôi nhớ đó chính là Nigeria Niger, thì cái đồng đó ở trên cái ứng dụng của Binance thì cái giá thấp hơn trên thị trường cho nên đó là lý do tại sao mà đồng của họ bị mất giá nhưng mà cái điều mà thường cảm thấy vô lý hơn nữa là ngày hôm nay mặc dù là sàn Binance đã loại bỏ cái tiền của Nigeria ở trên ứng dụng P2P nhưng mà các giám đốc điều hành của Binance lại bị Bắt giữ vào đầu tuần này Tại Nigeria Và chính phủ Nigeria đang yêu cầu Binance bồi thường tối thiểu Là 10 tỷ đô la các bạn Cái con số này nó cực kỳ kinh khủng luôn Các bạn đã nhớ là cái sự kiện liên quan đến à, Những cái cáo buộc Và cuối cùng đó là Binance và CNN nhận tội Liên quan đến rửa tiền ở Hoa Kỳ Cái đó là vụ cực kỳ lớn các bạn Đó là một cái vụ hình sự Nhưng mà cuối cùng đó thỏa thuận giữa bộ Tài chính Thỏa thuận à, giữa sàn Binance Và thỏa thuận à, giữa bộ tư pháp là đóng phạt chỉ có 4 tỷ mấy đô la mà thôi 4 tỷ mấy đó là con số cũng rất là cao là con số cao nhất trong lịch sử tài chính của Hoa Kỳ và đó là một cái thông tin cực kỳ lớn các bạn nhưng mà đợt này đó thì Nigeria lại đòi tới 10 tỷ các bạn con số này nó cực kỳ kinh khủng nhưng mà Thuận không biết cái này đi tới đâu hay không và tại sao họ lại đòi 10 tỷ nhiều khi đọc tin tức Thuận chỉ biết cười thôi các bạn chứ không biết nói gì hơn Chúng ta cũng có một cái tin tức khác nó không liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà nó lại được chia sẻ rất là nhiều ở trên x cho nên tôi biết nhiều bạn cũng quan tâm đó chính là Elon Musk đã chính thức đệ đơn để mà kiện Sam Altman thì Sam Altman chính là CEO của OpenAI công ty đứng sau lưng những cái sản phẩm như là chat GPT thì tại sao Elon Musk lại kiện Sam Altman thì để tóm tắt đó là những người nào mà không rành thì Elon Musk cùng với rất nhiều người đó đã là những người đầu tiên khi mà OpenAI được thành lập các bạn và Elon Musk đã giữ cái chức vụ là hội đồng quản trị ở trong OpenAI cùng với lại Sam Altman và rất nhiều người khác cho nên những ngày đầu tiên đó, Elon Musk đã có mặt ở OpenAI rồi và Elon Musk nói trong cái đơn kiện đó là cái tiêu chỉ của OpenAI trước đây đó chính là tạo ra một cái mã nguồn mở liên quan đến trí tuệ nhân tạo để mà phục vụ mọi người chứ không phải là như bây giờ bây giờ đó thì Elon Musk đã cáo buộc là Sam Altman đã bị giống như là tiền và cái danh vọng làm mờ mắt cho nên đã khiến cho ChatGPT khiến cho công ty OpenAI trở thành một cái công ty không phải là phi lợi nhuận nữa mà là một công ty mà chỉ vì lợi nhuận mà thôi tại vì gần đây đó các bạn đã biết là OpenAI được chăm vốn rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy được là OpenAI đã được chăm vốn à, đối với lại Microsoft đó là 10 tỷ. Tuy là 10 tỷ này đó là theo thời gian không phải là ngay lập tức nhưng mà ít ra 1 tỷ đã được chăm vào OpenAI rồi. Và gần đây đó thì OpenAI cũng đã kêu gọi thêm vốn và hiện bây giờ công ty này đã đáng giá là 80 tỷ đô la và Elon Musk nói là cái này là vi phạm cái tiêu chí ban đầu, vi phạm uh, một trong số những cái sự đồng thuận ban đầu. Thôi không biết là họ có những cái hợp đồng gì hay là không. Nhưng mà nếu như mà Elon Musk đã đệ đơn kiện thì nghĩ là đương nhiên phải có hợp đồng gì đó. Uh, tóm lại ra thì vụ kiện này sẽ tiếp tục các bạn. Nhưng mà điều mà thú vị đó là chúng ta đã biết hai người này quen nhau rất lâu rồi để các bạn thấy được một cái thuyết cái thuyết này là năm 2019 các bạn lúc đó đó thì rất nhiều người tấn công Tesla và Sam Altman cũng đã chia sẻ vào năm 2019 không có lý do tấn công Tesla hết Elon Musk là một người đương nhiên cũng phạm lỗi lầm nhưng mà cũng đã cống hiến rất là nhiều và lúc đó đó Elon Musk đã cảm ơn Sam Altman ngày hôm nay các bạn ngày hôm nay sau khi mà có cái vụ kiện này thì Sam Altman đã nhắc lại bằng cách comment anytime lúc nào cũng được 5 tiếng trước đây <laughs> trong cái thuyết mà Elon Musk đã cảm ơn Sam Altman năm 2019 cho nên là muốn nhắc lại là hey, khi xưa tôi cũng ủng hộ ông rất là nhiều cho nên làm ơn nương ta một chút <laughs> Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên Sàng và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.